Hello, chào mừng quý vị các bạn đã lại với kênh Đại Vương. Thì đến video này, Vương xin chia sẻ cho quý vị các bạn cách xóa tất cả các ứng dụng ra khỏi màn hình chính trên điện thoại phone nha. Chỉ và chỉ cần chạm một cái là tất cả những cái ứng dụng là nó sẽ xóa khỏi màn hình chính nha. Đây, đây là Vương có rất nhiều ứng dụng. Bây giờ Vương sẽ chia sẻ chúng ta làm sao để cách xóa một cái mục là nó xóa tất cả các ra khỏi màn hình chính. Nó chỉ còn cái thư viện ứng dụng thôi nha. Khi mà thư viện ứng dụng này chúng ta sử dụng nó dễ dàng hơn. Chúng ta chỉ cần bấm vào tìm kiếm rồi chúng ta sẽ gõ hoặc là chúng ta vuốt lên nó cũng đầy đủ hết. Vương sẽ xóa tất cả những cái ứng dụng này đi trong vòng một cú chạm thôi. Thì làm sao để sử dụng được tính năng này, xin mời quý chị các bạn cùng Vương theo dõi video này nhé. Rồi, thì điều đầu tiên trên màn hình chính của các bạn, chúng ta sẽ chạm một điểm bất kỳ trên màn hình. Ở đây chúng ta chạm chỗ nào được. Bây giờ Vương sẽ lấy một ngón tay của Vương chạm nha. Khi mà chạm nó sẽ ra như thế này. Và các bạn sẽ chọn vào những cái dấu chấm tại đây. Những cái dấu chấm này nó nhiều hay ít nó phụ thuộc vào cái trang của các bạn nhiều ít nha. Ví dụ như trang này nè, nó nhiều như trang này thì nó dấu chấm này nó sẽ tương ứng với một cái trang nha. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ chọn vào đây. Thì tại này nó sẽ có những cái trang như thế này. Bây giờ Vương sẽ bỏ những cái dấu tích này đi, bỏ bỏ bỏ. Rồi sau khi Vương đã bỏ những cái dấu tích này, nó chỉ còn thì mặc định là một cái tích bên này thôi, còn chúng ta bỏ hết là không được nha, nó phải để lại một cái. Rồi cái trang đây là cái trang tiện ích là chỉ có một cái thôi. Rồi thì bây giờ chúng ta muốn xóa tất cả những ứng dụng ra khỏi màn hình chính thì chúng ta sẽ bấm qua dấu trừ, xóa dấu trừ. Đó, mình chạm cái trang nào chúng ta xóa cái dấu trừ đi. Và bây giờ mình sẽ xóa hết cái dấu trừ đi. Rồi sau đó Vương sẽ bấm xong tại đây, xong rồi. Như vậy là những cái ứng dụng đã được xóa hoàn toàn trên khỏi màn hình chính rồi các bạn. Màn hình chính không không còn nữa, bây giờ nó chỉ còn là cái thư viện ứng dụng. Thì tại đây chúng ta có thể là sử dụng bình thường, nó đỡ bớt cái vướng mắc. Bình thường ở chỗ đây nó có nhiều trang thì chúng nó sẽ dạy dấu chấm tại đây nó nhiều quá. Thì ở thư viện ứng dụng này thì nó cũng có đầy đủ, nó không có thiếu hết. Khi mà chúng ta muốn cái này chúng ta sẽ bấm vào nha. Ví dụ như giờ chúng ta muốn cái ảnh thì chúng ta sẽ bấm vào cái ảnh thì nó cũng ra bình thường thôi. Hoặc là cái TikTok hay là cái Facebook vậy thì chúng ta bấm vào đây, cái thư viện ứng dụng này nó đầy đủ, nó cũng chẳng thiếu cái gì hết các bạn. Hoặc là chúng ta sẽ bấm tìm kiếm để mà tìm kiếm một ứng dụng nào đó nha. Rồi rất hữu ích. Còn khi nào chúng ta muốn đưa nó ra màn hình chính thì ở đây chúng ta có thể là nhắn, ví dụ mình đưa một cái Zalo ra màn hình chính thì chúng ta sẽ nhắn giữ cái Zalo và chúng ta vuốt nhẹ qua bên trái. Rồi chúng ta để bất kỳ đâu nha, nó để bất kỳ đâu. Nhưng mà video này mình chia sẻ chúng ta cách xóa màn hình chính thì rất đơn giản, chúng ta chỉ nhắn giữ bất kỳ một điểm nào trên màn hình chính và chúng ta sẽ bấm một cái dấu chạm đó, dấu chấm đó, và chúng ta sẽ xóa nó đi. Xóa xóa đây là chỉ xóa trên màn hình chính nha, nó không xóa trên cái thư viện ứng dụng đâu. Chừng nào mà chúng ta bấm xóa cái ứng dụng nó mà xóa luôn nha. Rồi vâng, như vậy là rồi Vương vừa chia sẻ cho quý vị các bạn cách xóa tất cả các ứng dụng trên màn hình chính điện thoại phone chỉ cần một cú chạm. Mình chúc quý chị các bạn thực hiện thành công. Nếu thấy video này hữu ích thì hãy cho Vương một like, một đăng ký kênh. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại những video tiếp theo. Bye bye.